Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì những chiếc vang lưới Agotic lưới 6 là anh em đã rất là quen thuộc với những dòng vang này rồi đúng không ạ? Chất âm của nó thì rất là hay, echo reverb của nó thì rất là mạnh và nó có thể hát tiếng reverb của nó thì có thể như những dòng vang số luôn anh em nhé. Và tiếng echo của nó thì rất là mạnh. Thì ok, vẫn có là đó là hai màu cho anh em có thể lựa chọn, một màu đen và một màu trắng. Anh em có thể lựa chọn màu đen hoặc màu trắng đều được. Và giá của nó hiện tại vẫn là 2.800.000 đồng, là bên em bao ship và tặng cho anh em đầy đủ phụ kiện dây dắt anh em nhé. Tặng cho anh em một cặp Canon để anh em có thể kết nối. Và ok, thì ngày hôm nay thì sẽ thử cho anh em cái chất âm của cái reverb này nó sẽ như thế nào, mà rất nhiều anh em đang băn khoăn và rất nhiều anh em thắc mắc về cái chiếc vang lưới 6 này có thực sự hay không. Thì ok, sẽ thử cho anh em cùng nghe một cái chất âm. Đây là em nói trên chính chiếc mic dây, một chiếc mic dây rẻ tiền thôi anh em nhé, nhưng cái độ của hát của nó thì rất là nhẹ và hát rất là bắt mic. Ở đây thì một con vang cơn thì anh em chỉ cần đó là một cái tô vít nhỏ như này thôi là anh em có thể chỉnh được rồi, đúng không ạ? Chỉnh trên một chiếc tô vít này nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chỉnh, và nó đầy đủ những cái thông số trực tiếp trên một cái màn hình này. Volume đo nhỏ của music, mix, effect, chống hú, rồi delay, repeat, reverb, exciter đầy đủ, và các cổng đầu vào bằng AUX, Bluetooth, cổng quang, USB, rất nhiều các cổng cho anh em chơi. Và chủ yếu thì đó là những cái chế độ hát mà anh em muốn nghe, đó là chế độ echo cộng reverb nó như thế nào. Thì ngày hôm nay em sẽ thử cho anh em luôn. Hiện tại thì em cũng đang nói trên chính chế độ echo cộng reverb, nhưng mà reverb nó sẽ nhiều hơn là echo, và sẽ thử cho anh em đó là toàn reverb không, nó không có một chút echo làm cho anh em cùng nghe nhé. Thì để chỉnh được thì anh em vặn hết, nó sẽ có một cái lúm reverb cộng echo này, anh em chuyển hết sang bên reverb cho em thì nó sẽ toàn reverb thôi. Và đây là cái reverb của dòng vang lưới 6, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, và anh em có thể chỉnh được cái reverb time luôn anh em nhé. 6, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng thủy vật của nó đúng không? Nó như là những dòng vang số mà anh em sử dụng và setup luôn. Nó rất là dễ chỉnh. Anh em chỉ cần tăng cái reverb time lên và anh em giảm cái reverb time xuống. Đây, 1, 2, 5, 6. Đây là tiếng reverb, đây là không có reverb time. Anh em nhấn tăng reverb time lên cho anh em cùng nghe này. 6, 7, 1, 2, 5, 6. 6, 1, 2. Anh em thấy không? Reverb nó rất mạnh luôn. Và để chỉnh được thì anh em nó sẽ theo từng giọng của anh em và từng ý thích. Thì anh em có thể vừa alo và anh em vừa chỉnh. Đây là cái reverb không của nó đấy nhá. Reverb không luôn. Và sẽ chuyển sang hết bên echo để cho anh em cùng nghe là toàn echo không thôi. 6, 6, 7, 7, 7, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh được cái delay repeat của phần echo luôn. Delay repeat và có exciter lên tiếng ở phần mic 1, 2. Và hát thì nó sẽ phụ thuộc vào anh em thì thường là nó sẽ có cả echo và sẽ có cả reverb. Thì anh em có thể điều chỉnh những cái lúc echo cộng reverb này làm sao nó hợp lý. Đây, có thể pha trộn thêm một chút, đó là reverb và anh em nhé. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em có thể nghe thấy với cái tiếng mà khi nó mà để cả reverb và cả echo vào thì nó rất là hay rồi đúng không ạ? Tiếng sáng, hát bay, echo rất là quyện so với reverb đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em nào mà muốn hát nhiều reverb thì anh em có thể chỉnh sang bên reverb, nó sẽ nhiều hơn echo. Đấy, thì anh em thì nghe thấy là tiếng reverb 1, 2, 3. Cái tiếng reverb nó sẽ nhiều hơn tiếng echo. Và anh em nào muốn hát nhiều echo thì chuyển sang bên echo thì nó sẽ là nhiều echo hơn reverb. Nó có cái lúc chỉnh để anh em thể chỉnh được cái tỷ lệ, cái độ hòa quyện giữa echo và reverb là bao nhiêu. Những chức năng của nó thì vẫn đầy đủ cho anh em luôn. Sử dụng được bass beat check của phần mic, bass beat check của phần nhạc, và chuyển cổng đầu vào nó rất là dễ dàng. Thì ok, sẽ chuyển lên cho anh em cùng nghe và cùng thấy luôn về cái dòng vang này nó như thế nào anh em nhé. Để cho anh em có thể thấy được là cái lúm echo reverb của nó ở đâu thì nó ở đây. Đây anh em có thể thấy. Đây, điều chỉnh echo cộng reverb nó sẽ ở là một cái mức này anh em nhé. Anh em muốn điều chỉnh echo reverb nó là bao nhiêu tỷ lệ đấy thì vừa nãy anh em đã thấy rồi. Nếu anh em muốn hát nhiều echo anh em chuyển hết về bên muốn hát reverb thì chuyển hết bên reverb. Muốn hát echo thì chuyển hết bên echo. Thế là xong anh em nhé.
Đấy, tỷ lệ hòa quyện giữa bao nhiêu revert eco bao nhiêu anh em để nó rất là dễ thôi. Đấy, chỉ cần một cái tua vít nhỏ như này thôi là anh em có thể điều chỉnh được rồi. Đấy, revert time đây, delay repeat của phần eco, exciter nâng tiếng và tất cả các thông số, ví dụ anh em điều chỉnh cái revert này nó sẽ thông số trên màn hình, nó sẽ có tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu luôn anh em nhé, hiển thị đầy đủ. Chuyển cổng đầu vào thì có modem này, AUX2 này, rồi Bluetooth, rồi USB, rồi optical, đầy đủ những chức năng để cho anh em có thể sử dụng. Giá chỉ có 2.800.000 đồng thôi. Thì ok, anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua số điện bên góc dưới màn hình, thử cho anh em xem về cái chất âm của dòng vang lưới 6 là tiếng rất hay và hát rất là bay luôn anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau anh em nhé. Giá chỉ có 2.800.000 đồng, bao ship cho anh em luôn.